Xin chào các bạn, hôm nay gia đình của mình sẽ dẫn nhau đi ăn nha các bạn Thì mình rất là thích ăn mì u đơn Cho nên mình mua tô mì rất là nóng hổi Nhìn thiệt là đã các bạn ha Tô mì thì người ta kèm theo cho mình một dĩa sushi Dĩa này thì ở trong sushi đồ biển nha các bạn Ở trong là có chút xíu bơ nè trái bơ tươi đó, rồi cua, rồi tôm, rồi một loại dưa chua gì á, màu trắng chắc dưa cải đó, ăn rất là ngon. Còn tô mì nè, wow có tàu hữu kỳ có cua giả rồi có nấm đông cô nữa hmm, chút xíu nữa mình ăn mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem nha bây giờ mình sẽ bỏ wasabi vô mình trộn 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 lên với nước tương để chấm ồ oh, chút xíu nữa là đổ rồi các bạn một tay thôi còn một tay kia mình phải cầm máy quay phim rồi đó à chà gấp một cục sushi nha, mm, dẻo thiệt là ngon nè, dính nhiều wasabi chuẩn bị cay nồng nè, wow ngon quá các bạn ơi, mm, mm, cay nồng lên tới mũi luôn nhưng mà vị rất là ngon, rồi mình rất là mê cái món sushi của người Nhật này đó, cái um, phần này là mình order của tiệm người Nhật nha các bạn, nằm trong khu vực của chợ Asmak đó, thì um, cái tô mì này Wow, bây giờ mình sẽ thử mm, Rất là tuyệt vời các bạn Cộng mì dẻo, nước súp ngọt, ngon Còn đây là dĩa sushi tôm hùm mình order của quán người Nhật Cái quán nãy mình mua mì udon đó các bạn Nhìn dĩa hấp dẫn ha Đó, tôm hùm người ta bọc bộn, người ta chiên giòn lên Đó, kêu bỏ wasabi vậy chứ Con gái mình không ăn đâu, chỉ ăn nội sushi với tôm hùm thôi các bạn Rất là ngon thì hôm nay ông xã của mình với đứa con gái ăn chung dĩa sushi Chứ một mình đứa con gái mình ăn không hết Ông xã lại kêu thêm nữa nè Đó, ông kêu cho mình một tô súp tàu hủ Thiệt là cay Mình nói bỏ cay nhất cho mình Để mình ăn cho thiệt là đã <laughs> Nóng và cay, ăn rất là ngon Rồi ông xã gọi sườn cho ông xã ăn với mấy đứa nhỏ ăn nè Đó, cơm nữa nè mm. Cơm này người ta nấu ở trong cái nồi đá Rất là ngon các bạn Wow nhìn cái tô tàu hũ mình muốn ăn liền thôi các bạn súp ở trong rất là ngon chút xíu nữa mình sẽ thử mình nói cho các bạn xem uhm. wow mấy cho con ăn à, sushi tôm hùm để lại wasabi rồi gừng chua để lại hết các bạn gặp mình là mình ăn hết đó đó, món cơm này là của người Hàn Quốc nha các bạn Cơm sườn với súp là của người Hàn Quốc Còn món này thì của người Nhật thì mình sẽ ăn cho hết nha Rồi cái sushi này chút xíu mình ăn không hết thì mình gói mình đem về đó các bạn Tại vì ông xã kêu cho mình tô súp nóng hổi, ngon quá Mình ăn tô súp trước ha Còn sushi gói đem về ừ, Rất là ngon, ông xã lại gọi thêm một uh, nồi cơm nữa nè các bạn đó do mấy đứa nhỏ nhà mình rất là thích món cơm gạo nấu ở trong cái nồi đá này ăn rất là ngon cho nên muốn gọi thêm rồi còn gọi thêm một dĩa à, dĩ sườn nữa chút xíu nữa người ta nướng người ta sẽ đưa ra đó bây giờ mình sẽ tranh thủ ăn nhanh nhanh để mình đút cơm cho đứa con trai mình mỗi lần ra tiệm cái là không có chịu múc ăn chỉ thích ở nhà múc những món ăn thường ngày ở nhà thì chị múc con ra tiệm cứ ngồi vậy mẹ đút á thì mới ăn các bạn đó đứa con gái mình thích ăn con cá muối này lắm các bạn uhm, rất là ngon ở đây đây rau cải à, của tiệm người Hàn Quốc người ta đưa nè ừ, dưa chua nè rau đầy đủ ha đó đương gái mình bây giờ sẽ múc vài lát thịt nướng bỏ vào đây ăn Wow rất là hấp dẫn bây giờ mình sẽ ăn thử tô súp của mình nè các bạn ai cha nó nóng cả 10 phút rồi ừ, hơn 10 phút hay 10 phút gì đó mình để cho nó nguội bớt mình ăn chứ không thôi nóng à, đau cả lưỡi đó các bạn Nhìn cái tô hấp dẫn quá chừng luôn á ừ, Cái đậu hũ ở đây ăn rất là thơm, mềm ừ, Cái vị súp ngọt mà cay cay Ăn trong cái lúc trời lạnh thì thiệt là không còn gì bằng các bạn Quá chừng nhìn con nghêu kìa ừ, Chút xíu sẽ ăn con nghêu đó ha Rồi ở trong này có một ít thịt bò ừ, Thịt bò người ta làm cũng ngon nữa ngon lắm, ở đây bán ngon lắm nha các bạn cái tiệm này nè yeah. wow nóng hổi à à ngon lắm ạ Ngon quá. ăn chậm có con tép muối nè các bạn à, còn nóng hổi nóng hổi cay nóng ăn ngon thì trời lạnh ăn đã lắm các bạn súp súp cay súp tàu phụ của người Đại Hàn ha. giờ ghé chợ xem nho đen này các bạn Nho này rất là ngọt ở trong Ở ngoài là chua một thùng như vậy á Thì 18 đô nha các bạn Còn đây là trái lê của người đại hàng Wow 28 đô một thùng thùng như vậy á, thì được bảy trái đó các bạn Đó Bữa hôm đó mình có mua về một lần Mình ăn rất là ngon Hôm nay ra chợ mua tiếp <laughs> Mấy đứa nhỏ nhà mình cũng rất là thích lê này Đó, bây giờ mình sẽ bỏ vô xe Rồi mình đẩy đi chút xíu ha ừ. Xem có trái cây gì nữa Thì mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem hết luôn Thì hôm nay đi chợ chỉ mua vài thứ trái cây thôi Chứ vừa rồi á, vẫn còn thức ăn ở nhà các bạn ừ. Thì đi tới chút xíu nữa Xem đây là trái kiwi màu vàng Khoảng 23 đô một thùng đó, nhìn trái rất là ngon Căng bóng luôn như vậy á, ở trong rất là ngọt đó các bạn Kiwi màu vàng thì lúc nào cũng ngọt hơn kiwi màu xanh Ăn cái vị nó đầm hơn kiwi màu xanh nha các bạn Đó, ai có thích mua thì giác nguyên một thùng về để dành ăn Đó rồi <laughs> lấy được thùng trái cây Cứ đi lòng vòng thôi Wow quá chừng là hồng hồng ở đây mùa thu là mùa của hồng hồng về rất là nhiều về mới về thì nó xanh xanh ửng ửng như vậy ít bữa nữa nó sẽ đỏ hồng lên nhìn rất là đẹp các bạn đó thì như vậy mình mua về mình để chừng bốn năm ngày là nó chín nữa mình ăn rất là ngon còn mình ăn như vậy là sẽ bị chát đó các bạn đó nó chín à, nó chín cái màu nó hồng 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 đỏ đỏ thì mình cắt ra mình ăn nó giòn mà nó ngọt lắm đó hôm nay á mình chỉ mua năm à, sáu trái gì đó mình về mình để cho nó chín thì chín rồi mình ăn thử nha các bạn xem mùa hồng năm nay có ngon hơn mùa hồng năm trước không mùa hồng năm trước mình cũng ăn quá nhiều luôn đó rất là rẻ. Bây giờ đầu mùa thì hơi mắc chút xíu. Khoảng uh, cuối cuối giữa giữa mùa là người ta bán chừng có một đô mấy thôi các bạn. Trái nào trái nấy cũng thiệt là ngon các bạn ha. Đó <laughs> mình lựa vài trái đó. Trái nào cũng thấy ngon hết trơn á. Ừ, nhưng mà cũng thích lựa. Đó, <laughs> bỏ vô giỏ, bỏ vô bịch cầm về thôi. Ừ, được một. Rồi qua bên này á là trái kiwi màu xanh đó các bạn nhìn nó khác hơn kiwi màu vàng ha đó, xoài nữa nè xoài này là của người mexico người mẹ đó các bạn người ta đưa qua bên này người ta bán xoài này ăn sống hay là ăn chín gì cũng rất là ngọt nó không có chua lắm đó trái này nhìn ngon chưa wow trái đó chắc ngọt lắm đó mình chỉ thích xoài của người việt nam mình thôi bây giờ là mùa táo nha các bạn đi đâu cũng thấy người ta bán táo rất là ngon các bạn nhìn những trái táo là muốn mang về nhà ăn liền thôi nhưng mà ở nhà mình có rồi hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem những trái táo này ăn vô một cái là giòn thì là giòn, rồi ngọt ngọt chua chua chấm muối ớt là hết sảy nha các bạn, đủ màu đủ sắc hết trơn á. Các bạn thấy rất là đã ha. Thì cái loại táo màu vàng này á là nó thơm nhưng mà nó ngọt. Nó mềm chứ không có giòn Thì như vậy khoảng 50 000 tiền Việt Nam một ký Còn đây là trái lựu Lựu thì người ta tính một phao Một phao là 2 đô 49, 48 gì đó Thì khoảng 100 ngàn một ký nha các bạn Đó Rất là ngon Hôm nay mình sẽ mua lựu về Mình tách ra từng hộ từng hộ Mình ăn lâu lắm rồi chưa ăn trái lựu lại nữa ừ. Rất là ngon Nhìn trái nào cũng thấy ngon hết trơn á Nhưng mà cũng thích lựu <laughs> <laughs> lựa trái nào cái màu nó sẫm nhất nó màu nhất ấy thì chắc là nó ngọt ha nó chín rồi đó lựa được hai trái rồi tiếp tục đẩy đi tiếp mua một bịch ớt ớt này ấy, bữa hôm đó mình ăn không nổi các bạn nhưng mà đem về xào nấu rất là ngon nha được trước mình xào hết ăn xào với tôm hay với thịt bò gì cũng ngon ngon hơn cả ớt chuông nha các bạn đó, xào lên thì rất là dễ ăn Mà ăn sống thì nuốt không nổi Cho nên hôm nay ra lấy một bịch ớt nè Về ăn mới được Xào lên chứ không có ăn sống nữa Đó, cho các bạn xem nguyên dãy ớt chuông lúc đó mình mua ở đây nè Cảm ơn các bạn đã xem video của mình Nếu các bạn xem video của mình Các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha các bạn ơi nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha cảm ơn các bạn rất nhiều chúc các bạn một ngày vui vẻ tạm biệt các bạn